hoạt động của các hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ. Ngày nay, các đại hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ là một phần quan trọng trong hầu hết các hoạt động quân sự lớn của Mỹ. Mặc dù bản thân của hàng không mẫu hạm không đặc biệt hữu dụng như là một loại vũ khí, nhưng sức mạnh trên không mà nó vận chuyển có thể tạo ra sự khác biệt giữa chiến thắng và thất bại. Một trong những trở ngại lớn của việc sử dụng sức mạnh không quân trong chiến tranh là việc đưa máy bay đến các mục tiêu còn để duy trì các căn cứ không quân ở khu vực nước ngoài Hoa Kỳ hoặc là bất kỳ một quốc gia nào khác thì phải có những thỏa thuận đặc biệt với quốc gia chủ và sau đó phải tuân theo các quy tắc của quốc gia đó, có thể thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, theo luật tự do hàng hải quốc tế, hàng không mẫu hạm và các tàu chiến khác được công nhận là lãnh thổ có chủ quyền trên hầu hết các đại dương. Miễn là một con tàu không đến quá gần bờ biển của bất kỳ một quốc gia nào thì nó có thể tự do di chuyển một nhóm vận chuyển hộ tống tác chiến trên thế giới, giống như đó là một phần nhỏ của Hoa Kỳ. Nhóm vận chuyển hộ tống tác chiến là một nhóm hàng không mổ hạm, cùng 6 đến 8 tàu chiến khác, với máy bay thả bom, máy bay chiến đấu và các loại máy bay khác, có thể bay nhiều nhiệm vụ khác nhau vào lãnh thổ đối phương, sau đó quay trở lại căn cứ tương đối an toàn của nhóm vận chuyển hộ tống tác chiến. Trong hầu hết các trường hợp thì hải quân có thể liên tục bổ sung tiếp tế cho nhóm hàng không mẫu hạm, cho phép nó duy trì vị trí của mình vô thời hạn. Hoa Kỳ hiện có 6 nhóm vận chuyển hộ tống tác chiến, đóng quân trên khắp thế giới, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Tìm hiểu cách hoạt động của các hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ, chúng ta sẽ biết nhiều về tính năng tuyệt vời của các hàng không mẫu hạm. Hàng không mẫu hạm trị giá từ 4 tỷ đến 5 tỷ Mỹ kim. Bản thân của nó là một khoản đầu tư lớn đáng kể. Thêm vào đó, hàng không mẫu hạm đang chở trị giá như là cả một thị trấn nhỏ, cũng như cả một tỷ Mỹ Kim máy bay. Nói một cách khác, một hàng không mẫu hạm là vô cùng quý giá. Và nếu không có sự bảo vệ thì hàng không mẫu hạm rất dễ bị tổn hại. Đó là lý do tại sao hàng không mẫu hạm không bao giờ di hành một mình và luôn được hộ tống bởi một đội đông đảo các tàu khác. Hàng không mẫu hạm cùng với các hạm đội được gọi là nhóm vận chuyển hộ tống tác chiến và nhóm vận chuyển hộ tống tác chiến hiện đại này gần như bất khả chiến bại. Vậy chúng ta nên tìm hiểu về những tập hợp lực lượng quân sự hùng hậu này và xem tại sao chúng lại trở nên quan trọng đối với các hoạt động hải quân của Hoa Kỳ. Về vận chuyển thì một hàng không mẫu hạm cho phép hải quân Mỹ di chuyển toàn bộ cả một phi trường cùng với 70 đến 80 máy bay chiến đấu, máy bay thả bom máy bay hỗ trợ đến bất kỳ nơi nào trên thế giới có đại dương. Khả năng này mang lại cho Hoa Kỳ sự linh hoạt đáng kinh ngạc, bởi vì không cần các hiệp ước hoặc là sự cho phép của các quốc gia khác. Với tốc độ khoảng 700 hải lý cho mỗi ngày và từ các căn cứ của Hoa Kỳ và Hawaii, hàng không mẫu hạm có thể đến bất cứ nơi nào trên thế giới trong vòng chưa đầy 2 tuần lễ. Vì hàng không mẫu hạm rất có giá trị, quá hùng mạnh và vì số lượng quá ít, chỉ có 12 chiếc, với hai chiếc đang được chế tạo, chính là mục tiêu rõ ràng, không thể ẩn giấu, dễ bị tổn hại từ một số góc độ khác nhau. Do đó, nhóm vận chuyển hộ tống tác chiến có trách nhiệm bảo vệ hàng không mẫu hạm ở trung tâm của nhóm. Hải quân Hoa Kỳ thành lập các nhóm vận chuyển hộ tống tác chiến khi cần thiết và chỉ định các tàu cho nhóm dựa trên các nhiệm vụ khác nhau. Do đó, không có hai nhóm vận chuyển hộ tống tác chiến nào giống nhau. Theo hệ thống mới thì các hàng không mẫu hạm sẽ được phân vào các nhóm tác chiến nòng cốt. Một nhóm vận chuyển hộ tống tác chiến điển hình bao gồm các tàu sau đây. Một hàng không mẫu hạm, hai tàu tuần dương, đây là những tàu tấn công được trang bị hỏa tiễn hành trình để tấn công các mục tiêu trên bộ. Hai tàu khu trục, có thể phòng thủ trước các cuộc tấn công của tàu ngầm và máy bay. Một tàu hộ tống nhỏ, được sử dụng để phòng thủ chống tàu ngầm. Hai tàu ngầm, là tàu phòng thủ có thể tấn công tàu chiến hoặc là tàu ngầm của đối phương. Một tàu tiếp tế cung cấp nhiên liệu, lương thực và đạn dược cho nhóm. Và có thể còn có các tàu khác đi cùng nhóm. Ví dụ, có thể có tàu chở quân đội, tàu đổ bộ cho lực lượng thủy quân lục chiến, tàu chở hàng hóa, chở xe tăng và các thiết bị khác, trục lôi hạm, vân vân. Tất cả phụ thuộc vào nhiệm vụ. Khi nhóm vận chuyển hộ tống tác chiến đến nơi thì có khoảng 10 tàu khai triển và bắt đầu hoạt động. Có khoảng 80 máy bay sẵn sàng và có khoảng 8.000 người làm việc. Các nhóm vận chuyển hộ tống tác chiến phải thường xuyên cảnh giác trước các cuộc tấn công từ ở trên không, từ dưới biển và từ mặt nước. Mục đích nhóm vận chuyển hộ tống tác chiến là tạo ra một lớp bảo vệ kính chung quanh hàng không mổ hạm, bảo đảm là không có gì có thể xâm nhập điểm mấu chốt về khả năng sống sót của hàng không mẫu hạm, chỉ có một số ít quốc gia có thể gây ra mối đe dọa với các tàu chiến giá trị nhất của Hoa Kỳ. Và nếu không sử dụng vũ khí hạt nhân thì không có một quốc gia nào có khả năng đánh chìm. Hàng không mẫu hạm lớn thường chạy bằng năng lượng hạt nhân là biểu hiện đặc trưng của sức mạnh quân sự Hoa Kỳ. Không có một hệ thống chiến đấu nào khác có sẵn các chiến binh Hoa Kỳ có thể mang lại nhiều đòn tấn công trong nhiều tháng cùng một lúc mà không yêu cầu căn cứ ở trên bộ gần nơi hành động. Do đó, các hàng không mẫu hạm trong hạm đội hiện tại đang được các chỉ huy khu vực yêu cầu liên tục đến mức các chuyến tham chiến kéo dài ở nước ngoài đang trở thành tiêu chuẩn. Không ai có thể nghi ngờ về lợi ích của hàng không mẫu hạm, mà Hoa Kỳ là một quốc gia duy nhất vận hành một hạm đội đủ lớn để giữ ba hàng không mẫu hạm liên tục được khai triển mọi lúc. Về vấn đề chi phí là một vấn đề rất quan trọng chi tốn một phần trăm ngân sách liên bang để chế tạo, vận hành và duy trì tất cả các hàng không mổ hạm của Hải quân. Chưa ai có thể đưa ra biện pháp thay thế đáng tin cậy để hoàn thành các mục tiêu quân sự của Hoa Kỳ mà không có hàng không mổ hạm. Các nhà phê bình cho rằng hàng không mổ hạm đắt hơn mức tưởng tượng, bởi vì việc tính toán chính xác sẽ bao gồm chi phí của các tàu hộ tống. Nhưng sự thật của vấn đề là Hải quân Hoa Kỳ sẽ cần rất nhiều tàu chiến hơn, nếu phải chiến đấu với các cuộc xung đột mà không có hàng không mẫu hạm. Sau đây là 5 điểm chính của hàng không mẫu hạm. Thứ nhất là sàn tàu lớn của hàng không mẫu hạm hoạt động nhanh và linh hoạt. Các hàng không mẫu hạm lớp Nimitz thuộc loại thống trị hạm đội hiện nay. Với hàng trăm khoang tàu kính nước và hàng ngàn tấn giáp sắt, không có một ngư lôi hay thủy lôi thông thường nào có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng vì là hàng không mẫu hạm được liên tục di chuyển khi di chuyển với tốc độ lên tới 35 dặm một giờ đủ nhanh để cho tàu ngầm khó có thể tìm thấy và theo dõi thứ hai hệ thống phòng thủ của hàng không mẫu hạm rất đáng sợ các hàng không mẫu hạm của hoa kỳ được trang bị hệ thống phòng thủ chủ động và thụ động rộng rãi để có thể đánh bại các mối đe dọa như hỏa tiễn hành trình bay thấp và tàu ngầm của đối phương tất cả các thiết bị phát hiện phòng thủ và vũ khí của hàng không mẫu hạm được kết hợp với nhau thông qua một trung tâm chỉ huy ở trên tàu để phối hợp hành động chống lại đối thủ. Thứ ba là hàng không mẫu hạm không hoạt động một mình. Các hàng không mẫu hạm thường được khai triển như là một phần của nhóm tấn công hàng không mẫu hạm. Kết hợp với không quân ở trên hàng không mẫu hạm, các tàu chiến này có thể nhanh chóng làm suy giảm các hệ thống của đối phương được sử dụng để theo dõi nhóm tấn công các nhóm tấn công hàng không mẫu hạm thường được bao gồm một hoặc nhiều tàu ngầm tấn công tàng hình có khả năng đánh bại các mối đe dọa ở dưới biển và trên mặt nước thứ tư là chiến thuật hải quân tối đa hóa khả năng sống còn mặc dù các hàng không mẫu hạm của hoa kỳ được bảo vệ bởi lá chắn phòng thủ nhiều lớp mạnh mẽ nhất từng được hình thành các chiến thuật hoạt động đã phát triển để giảm thiểu rủi ro trong khi vẫn mang lại sức mạnh tấn công là lý do chính để tồn tại. Hàng không mẫu hạm cũng có thể sử dụng các liên kết với các thứ hiệu ích có giá trị khác từ đáy biển đến quỹ đạo trái đất để đạt được các chi tiết nhận thức tình huống. Thứ năm là kỹ nghệ mới củng cố khả năng phòng thủ của hàng không mẫu hạm. Mặc dù có nhiều đồn đoán về các mối đe dọa đang nổi lên đối với hàng không mẫu hạm, nhưng Hải quân Hoa Kỳ vẫn đầu tư rất nhiều vào các kỹ nghệ tấn công và phòng thủ mới nhằm chống lại những mối nguy hiểm đó. Nhiều tiến bộ khác đang được đưa vào sử dụng từ khả năng trinh sát thâm nhập của máy bay chiến đấu tàng hình đến hệ thống gây nhiễu trên tàu cho đến hệ thống cản trở tầm nhìn tân tiến gây xáo trộn hệ thống dẫn đường của hỏa tiễn đang bay. Tóm lại là khả năng tiêu diệt hàng không hạm chỉ có một số ít quốc gia trên thế giới có thể thực hiện. Mặc dù hải quân đang thay đổi chiến thuật để đối phó với các hỏa tiễn chống hạm nhanh và sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Cộng ở Tây Thái Bình Dương, với phạm vi không giới hạn và tính linh hoạt của động cơ hạt nhân có rất ít nơi họ không thể đến để thực thi các lợi ích của hoa kỳ và với tốc độ hải quân đang đầu tư vào các kỹ nghệ chiến đấu mới điều đó khả năng vẫn đúng trong nhiều thập niên tới